Hà Nội, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an xã Phường cấp giấy đi đường cho người dân. Chiều 4 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các vùng phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn thành phố. Tại hội nghị, Công an thành phố Hà Nội căn cứ vào nhóm đối tượng thuộc diện thật sự cần thiết để cấp giấy đi đường đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Theo đó, phòng cảnh sát giao thông, công an xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm duyệt cấp giấy đi đường cho 6 nhóm bao gồm: Nhóm 1, các cá nhân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao. Nhóm 2, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ thiết yếu. Nhóm 3, cá nhân thực hiện tham gia công tác phòng chống dịch. Nhóm 4, cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao. Nhóm 5, công dân thuộc một số trường hợp thiết yếu. Nhóm 6, các tổ chức cá nhân và các trường hợp cần thiết khác để phục vụ các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu. Công an thành phố Hà Nội phân cấp thẩm quyền cụ thể như sau: Đối với phòng cảnh sát giao thông, duyệt cấp giấy đi đường đối với công nhân viên chức làm việc tại các cơ quan Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội cấp thành phố, cấp trung ương, cá nhân làm việc tại các cơ quan, tổ chức ngoại giao đóng trên địa bàn thành phố. Cá nhân thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công thiết yếu, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ ngoại giao các tổ chức cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ công ích thiết yếu công an xã phường thị trấn làm nhiệm vụ duyệt cấp giấy đi đường đối với công nhân viên chức làm việc tại các cơ quan đảng nhà nước mặt trận tổ quốc tổ chức chính trị xã hội cấp quận huyện thị xã và cấp xã phường thị trấn cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch và công dân thuộc một số trường hợp thiết yếu trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an thành phố hà nội khẳng định việc thực hiện giãn cách lần này là quyết định thành bại của công tác phòng chống dịch chính vì vậy đòi hỏi các biện pháp kế hoạch cũng như quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị thủ đô trong đó có lực lượng công an thành phố là rất lớn